Rồi. Bắt đầu nha. Hôm trước chúng ta đã học sơ lược về các kiểu dữ liệu, đúng không? Các bạn nhớ lại nào. Chúng ta có kiểu dữ liệu gì nào? Chúng ta có kiểu dữ liệu là số nguyên, là số thực, số ký tự. Số ký tự. Và một kiểu nữa là kiểu mà logic, đúng không nào? Ví dụ thầy viết là A bằng 1.2 thì A là kiểu gì nào? Là phân loát. A là kiểu số thực, đúng không? Thì bây giờ gõ type A nó sẽ ra ngay là kiểu gì? Đó. Vậy thầy viết là B bằng 12. Thế này, thì B là kiểu gì nhỉ? B là kiểu bool. Đúng không? B là kiểu bool. B đây. Đó. Thì chúng ta đã biết về một số cái dữ liệu cơ bản đó. Chúng ta đã học cái lệnh input nhỉ. Chúng ta học hai lệnh, lệnh print, lệnh input. Lệnh print là cái lệnh như thế này. Ví dụ là thầy viết cái kia nhé, thì ví dụ là thầy viết là print, đúng không? A thì nó sẽ ra ngay là lệnh print A sẽ ra là bao nhiêu? A ra là 1/2. Về thầy viết là print, mình thấy có thể viết là A phẩy B, như vậy là cho phép là in nhiều cái tham số trên một cái dòng nhưng bởi dấu phẩy, đúng không nào? Đó, nó ra là 1.2 và bên cạnh là false là giá trị của biến B, đúng không nào? Như vậy về mặt tổng quát nhé, print nó có thể in là nhiều tham số. Thì bên nào mà bật micro to thì nhỏ đấy nhá, ồn quá đấy. Lệnh print cho phép chúng ta in nhiều tham số, đúng không nào? Giá trị 1 này phẩy, giá trị 2 phẩy, nhưng mà dấu phẩy nhá, đấy có thể là giá trị n. Như vậy là lệnh in, chúng ta có thể in ra nhiều cái giá trị trên một cái trên một cái dòng như thế, đúng không? Rồi, thế bây giờ chúng ta mới nhớ lại cái lệnh input. Lệnh input là cái lệnh mà cho phép là nhập từ bàn phím một cái giá trị và sẽ đưa vào biến nhớ của lệnh đó, và cái giá trị đó luôn 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 là gì? Luôn luôn là kiểu số ký tự. Mặc dù chúng ta có thể nhập trên bàn phím là số. Ví dụ chúng ta gõ là n này bằng này input này, mở ngoặc này, mở nháy nhé, nhập một số, nhập một số, đúng không? Đóng nháy, đóng ngoặc, enter. Thì phần mềm sẽ yêu cầu là nhập một số, vì chúng ta gõ là 45 chẳng hạn, enter. Thì bị hỏi n là cái gì? N là gì? N là số 45 hay n là số ký tự 45? Ký tự ạ. N chính là số ký tự 45. Của n này, đấy. Kiểu của n chính là gì? Là số ký tự. Như vậy là lệnh input luôn nhập vào từ bàn phím là một số ký tự. Muốn mà chuyển sang cái số của chúng ta phải dùng cái hàm. Các cái hàm để biến đổi kiểu. Chúng ta nhớ lại nhé, có cái hàm in là 1 này, đúng không nào? Hàm thứ hai là hàm float. Hàm in là để chuyển một cái số ký tự hay là một số thực sang số nguyên. Còn cái hàm float là chuyển một số ký tự hoặc là một số nguyên sang số gì? Sang số thực. Và cuối cùng là cái hàm str dùng để biến đổi một cái số thực hoặc là số nguyên sang số ký tự nhé. Ví dụ chúng ta gõ x gì? Thầy gọi là A nhé, A bằng 1.345, như vậy A là một số thực. Nhưng tôi gõ tôi biết là S gì bằng str A. Được chưa? Như vậy nó sẽ biến đổi cái số thực A sang số ký tự S gì? Enter, tôi gõ tìm S gì đây. S gì chính là số ký tự là 1.345. Như vậy là ba chúng ta chỉ có ba cái hàm để dùng để biến đổi giữa các cái kiểu dữ liệu khác nhau nhé. Hàm int, nhắc lại hàm float và hàm str, những cái đó là
là rất quan trọng, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ học thêm một số những cái hàm quan trọng khác nữa. Đấy, thì chúng ta biết rằng là cái hàm int, hàm in, ví dụ là thầy gõ chữ sc bằng mở nháy 120 như này, 1234 đóng nháy, được chưa? Sc là kiểu số ký tự, đúng không nhỉ? Nhầm type sc số ký tự. Thế thì thầy mới gõ chữ là in của s, được không? Thì nó ra in, nó biến đổi từ s sang số, được chưa? Thế bây giờ thầy làm khác khác, nhưng bây giờ thầy biết là s bằng này, mở nháy này, 12 cộng với 34 cộng với 45 đóng nháy, thì s là gì đi nhỉ? S là một số ký tự, đúng không nào? Thế bây giờ thầy biết là in s có được không? Có được không? Không được, vì là máy nó không hiểu cái số ký tự là 12 cộng 34 cộng 45 là gì cả, được chưa? Như vậy máy nó không hiểu một cái biểu thức toán học, nhưng mà lại là gì, là sẽ làm cho số ký tự mà máy không hiểu, mặc dù là ta biết là ta biết là 12 cộng với 34 cộng với 45 là máy hiểu ngay là 91, nhưng mà cái s kia thì máy thì s thì biết thế này thì máy thì tôi biết là in s thì máy báo lỗi ngay, được chưa? Thế vậy phải làm thế nào? Thì hôm nay thầy nói các em có một lệnh nữa, nhất là cái lệnh rất quan trọng là cái lệnh gọi lệnh là Ivan. Ivan đây là cái lệnh nó cho phép là gì, là không những là biến đổi, nó có thể là nhận biết được một cái số ký tự ở dạng biểu thức mà nó biến đổi sang tính toán luôn sang số của mình nhé. Lệnh Ivan là gì, là lệnh cho phép là biến đổi một cái số ký tự ở dạng là một cái biểu thức toán học sang biểu thức học và tính luôn thành số luôn, như tôi gọi là Ivan SC đó, máy báo luôn là gì, là 91, được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy là chúng ta có thể dùng cái hàm Ivan này để chúng ta làm như vậy. Ví dụ nhé, giờ thầy muốn nhập một cái số, nhưng mà thầy nhập trên màn hình là nhập tổng luôn, thì làm như sau nhé. Ví dụ thầy gõ là n bằng, không phải dùng là in nữa mà là Ivan, Ivan mở ngoặc input nhập số hoặc biểu thức, được chưa? Biểu thức đóng nháy nhé, hai lời ngoặc, được chưa? Enter đấy, máy báo là thì chúng ta sẽ cái lệnh input sẽ là nhập một cái biểu thức sâu ký tự. Sau chúng ta dùng lệnh Ivan chuyển đổi luôn sang số luôn, người ta gõ này, gõ là 12 cộng với 15 nhân với 1.3. Đấy, cái này là máy sẽ lập tức là máy sẽ hiểu là nhập vào nó làm số ký tự là 12 cộng 15 nhân 1.3 trong ngoặc nó làm số ký tự, nhưng máy nó qua Ivan nó đổi luôn. Đấy, nó đổi luôn tới nhân n này. N là bằng luôn là 31.5 luôn. Các bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà lệnh Ivan lại rất là hay nhé. Cái lệnh Ivan này nó còn có ý nghĩa nữa này, là hôm qua có một bạn hỏi tôi là làm sao mà nhập cái làm sao mà nhập từ bàn phím hai số cách nhau bởi dấu phẩy đó, thì lệnh Ivan làm chuyện đó. Bây giờ làm như sau nhé. Lệnh Ivan này là nó cho chúng ta là biến đổi không phải chỉ là một số mà là nhiều số ký tự đồng thời trên một màn hình. Lấy ví dụ nhé, đây bây giờ thầy mới làm là ví dụ như là Ivan mở ngoặc mở nháy, ví dụ như là 12 cộng 1.15 cộng 2 đóng nháy. Đó. Thì các bạn thấy không, ở đây là gì, ở trong cái ngoặc này của Ivan nó là gì, nó là có năm biểu thức mà cách nhau bởi dấu phẩy, là nó có hai biểu thức là 12 cộng 1 và 15 cộng 2. Đấy, nó ra luôn là 12 cộng 1 là 13 và 15 cộng 2 là 17 luôn, ra luôn, đúng không nào? Do đó chúng ta có thể làm như sau, tôi lấy ví dụ, chúng ta có thể gõ là như này nhé, là ví dụ như là x
phẩy x gì phẩy y bằng e van. Phải nhớ nhé, có thể gắn hai đồng thời là hai biểu thức, ví dụ như là 12 bình bình phương phẩy 45 cộng với 32 trừ đi 10 không đóng nháy đóng ngoặc. Đấy, nó có hai cái biểu thức là 12 bình phương và 45 cộng 32 trừ 10, và nó tính luôn và nó ra luôn, nó gán là x bằng cái này bằng 12 bình phương và y bằng cái này. Đấy, tính luôn x này, x chính bằng là 144 và y bằng gì, y bằng là 567, được chưa? Thế bây giờ chúng ta quay lại cái bài toán là chúng ta có thể nhập từ bàn phím hai hoặc nhiều số được không, nhưng mà phải cách nhau bởi dấu phẩy. Được, là như sau nhá. Bây giờ bài là đáp bài của tôi là gì, là nhập hai số từ bàn phím cách nhau bởi dấu phẩy là như nào. Chúng ta làm như sau nhé, tôi gọi là như tôi gọi m phẩy n nhập m bằng e van mở ngoặc input nhập, hãy nhập nhập hai số cách nhau dấu phẩy, được chưa? Đó, dấu phẩy đóng nháy đóng ngoặc ngoặc hai. Đây là cái lệnh mà cho phép chúng ta là nhập hai số cách nhau bởi dấu phẩy, và phần mềm sẽ tự động dùng lệnh Ivan để chuyển vào số m và m về n. Enter này, đó, gõ này 14,67 đã nhập toàn phím nhé. Enter thì máy sẽ vào ngay là gì, là m chứ gì, m chính là 14 và gì, và n chính bằng 67, được chưa? Đó, thì bây chúng ta hoàn toàn có thể làm bài tập là nhập hai số từ bàn phím cách nhau bởi dấu phẩy, và chúng ta có thể tính tổng tính hiệu gì đó được. Để các bạn nhớ cái lệnh Ivan chưa, lệnh rất quan trọng, được chưa? Rồi, thế hôm trước chúng ta đã làm cái học về lệnh if, lệnh if, thì hôm nay thầy sẽ nói thêm các bạn cái dạng đầy đủ hơn của lệnh if nhé. Lệnh if thực ra là nó có đây, lệnh if là nó như thế này. Lệnh if là nó có dạng thứ nhất là if điều kiện sau hai chấm số dòng các lệnh một và else các lệnh hai, tức là nếu điều kiện này một, điều kiện một mà đúng ấy thì thực hiện cái lệnh ở trong cái phần này, và nếu không đúng thì hiện sau cái phần này lệnh hai này. Bạn nhớ là các lệnh một này là nhiều lệnh có thể nằm trên một đường thẳng, nhưng mà là phải thuộc vào cùng một cái khoảng cách sau lệnh if nhé. Đấy, các lệnh hai cũng phải thuộc vào cùng khoảng cách sau các lệnh một. Phần này hai phần một phần này là phải giống nhau nhá, phải tìm hiểu chính xác. Đấy, thằng hàng chưa, rồi thuộc vào thằng hàng nhé. Thông thường ở trong các cái giao diện lập trình ấy, thì nó thuộc vào mặc định là bốn dấu phẩy, bốn cái dấu cách, chúng ta có thể nhập ít cũng được, ba hay là hai cũng được, nhưng mà mặc định là bốn. Vậy bên trái là cái cú pháp bình thường, còn bên phải là cú pháp đặc biệt hơn nhé, là if xong else if xong là else nữa. Như vậy đây là cái vòng lặp 3 lần, tức là nếu điều kiện một mà đúng thiện thiện cái lệnh một, nếu điều kiện một mà sai thì kiểm tra điều kiện hai, nếu điều kiện hai đúng thì hiện cái lệnh số 2, nếu điều kiện hai sai thì thiện lệnh số 3. Như vậy đây ta thấy là nó có ba cái, tức là nó có cái vòng này nó có làm một điều kiện, hai điều kiện, được chưa? Đấy, thực chất là nó có ba cái đường dây nhánh, bên này chỉ có hai dây nhánh thôi, bên này có ba dây nhánh nhé. Đó là cái mà thầy lấy ví dụ một bài tập như này nhé, một tập như này nhé. Giả sử bây giờ chúng ta đây, bây giờ là thầy cho làm một tập như này nhé, tập như này nhé. Đây, nhập từ bàn phím một số nhé, sau đó thông báo. Thế nếu mà số đó mà n số đó mà nhỏ hơn 10 thì sẽ thông báo là bé quá, số bé quá. Nếu mà n
mà n mà lớn hơn hoặc bằng 10 nhưng mà n lại nhỏ hơn 100 thì thông báo là gì? Thông báo là gì? Là số đẹp rồi, số quá đẹp, đúng không? Số quá đẹp. Còn nếu mà n mà lớn hơn bằng 100 thì thông báo là gì? Thông báo là số to quá. Chúng ta thấy có ba cái dãy nhánh, đúng không nào? Ba cái đường rẽ. Nếu n nhỏ hơn 10 thì thông báo là số bé quá. Nếu lớn hơn 100 thì thông báo là số to quá. Còn lại thông báo là số gì? Số quá đẹp nhé. Vì chúng ta làm tập nhỏ nhỏ như vậy thôi nhé. Đây là mình làm luôn như này thôi, không cần thiết vào đâu nhé. Được chưa? Chúng ta làm này. À, nhật vào phím. Thôi rồi, thầy sẽ tạm cái file, thầy làm luôn ở đây này. Nhá. Đấy. Còn đây nhé. Bây giờ ta nhập n từ bàn phím này, n này bằng này. Đây là một cái hàm bình thường như này là in này, mở nháy này. Nhập một số mà in mà là in là input đấy chứ hả? Input được chưa? Đấy. Rồi. Như vậy dòng đầu tiên của cái chương trình này là gì? Là nhập từ bàn một số từ bàn phím nhá, gọi là các loại n, xong được kiểm tra này nhé. Bây giờ là if này. Đấy. If n mà nhỏ hơn 10. Đó, thấy chưa? Sau if là đặc biệt là gọi là hai chấm cho số dòng. Chúng ta enter nhé. Thì máy lập tức sẽ tự động lùi vào đúng bốn cái dấu cách, ta làm thử như nhé. If mà nhỏ hơn 10 thì máy thông báo luôn, ta dùng lệnh print. Để biết báo số gì? Số bé quá. Đó. Sau đó chúng ta phải lùi ra ngoài đúng bằng cái if. Đó, không được lùi hơn nhé. Đó, L if nhé. Đó. Nếu mà điều kiện thứ hai là nếu mà n mà lớn hơn hoặc bằng 100 hai chấm xuống dòng, ta dùng lệnh print là số gì? Số to quá, được chưa? Còn lại chúng ta phải kéo ra ngoài như thế này và dùng lệnh else xuống dòng. Nghĩa là ba lệnh print là phải thẳng hàng với nhau nhá. Nó là số đẹp rồi. Đây là một video như vậy nhá. Đó. Lệnh này thì có hai lệnh thôi. Chúng ta ghi lại nhá. Chúng ta dùng lệnh ta ghi lại, dùng lệnh save để ghi lại vào bài tập của chúng ta nhé. Mình sẽ ghi vào cái chỗ của thầy. Ghi vào đây. Ghi vào cái Python này nhá. Hôm nay là bài số mấy? Hôm nay là buổi thứ ba. Ghi một cái bài đầu tiên. B3 rồi. B1 nha. Máy tự động nó tạo ra cái file là pi đấy rồi. Chạy thử này. Ta bấm vào run chạy thử nhá. Run đây. Đây này, máy báo ra đây nhá, máy báo ở chỗ này là nhập đây này. Người ta nhập vào số là 101 nhá. Máy báo là số to quá, mà đúng theo của chúng ta. Chúng ta xem lại cái trình của nó nhá, đây này. Đấy. Nếu n nhỏ hơn 10 thì thông báo là số bé quá. Ngược lại, nếu n lớn bằng 100 thông báo to quá. Còn else là còn lại, chỗ này còn lại tức là n phải lớn bằng 10 và nhỏ hơn 100 thông báo sẽ đẹp rồi. Được chưa? Các bạn đã hiểu khi ấy chưa? Cái lệnh if mà đầy đủ như vậy nhé. Thì chúng ta có thể làm gì mà tập liên quan lệnh if? Bây giờ thầy mới sang cái phần bài chính của hôm nay đây. Chúng ta sẽ học sang cái lệnh lập for. Lệnh lập for nhé. Yeah. Lệnh lập for là cái lệnh rất hay dùng ở trên thực tế. Thì bây giờ thầy mới làm mẫu thử, các bạn sẽ thấy ngay thôi nhé. Yeah. Lệnh lập for là cái lệnh như thế này. Lệnh có dạng là for sau một cái biến nhớ, xong lệnh in. Sau in là một cái hàm range, là một cái vùng số nào đó, ví dụ từ 0 đến n, 1 đến 10 vân vân.
và hai chấm xuống dòng là các lệnh thụt vào. Thì lệnh này sẽ giống lệnh for bình thường là nó dùng cái biến này nó gắn vào cái vùng số này, vào cái vùng số này và nó lần lượt làm lệnh ở đây. Được chưa? Thì có dạng là range n này mặc định số từ n 0 đến n-1, thầy lấy ví dụ luôn để cho các bạn cho dễ hiểu nhé. Bây giờ thầy lấy ví dụ ở đây nhé. Thế bây giờ thầy làm như này, bây giờ cần phải đầu bài là in ra các số là 1 bình phương, 2 bình phương, 3 bình phương cho đến 9 bình phương trên màn hình, trên một hàng dọc. Được chưa? In ra số 1 này, 4 này, 9 này, 16 này cho đến cuối cùng là 81, thì làm như nào? Đó. Thế làm như sau này. Như vậy chúng ta cần phải dùng lệnh là for i in. Đó. Y nó chạy từ đồ bài là từ 1 cho đến từ 1 bình phương cho đến 9 bình phương mà, cho nó chạy từ 1 cho đến 9. Được chưa? Chứ từ 1 cho đến 9. Được chưa? À, theo từ 0 nữa cũng được, 0 thì nó coi bằng 0 rồi. Thì ta làm sao nhỉ? Thì ta dùng lệnh là ta gõ là range mở ngoặc 10. Đó. Thì đây là cái lệnh là cho y chạy từ 1 đến 10, tức là đến 9, tức là một cái 10 là số kết thúc là 9. Chứ y thì không đến 9. Khi viết là range 10, y for y in range 10, tức là y chạy từ 0 đến 9 và chúng ta bấm hai chấm xuống dòng. Đó, xuống dòng. Được chưa? Và dùng lệnh print. Print cái gì? Print là y bình phương, tức là y nhân với y. Đó. Và enter nhá. Enter lần nữa là chạy đây này. Đấy. Nó sẽ chạy ra là 0149162536496481. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là cái range này là cái hàm làm cái range là nó làm cái vùng, hay nó gọi là một kiểu số tuần tự như các bạn học sau. Các bạn chỉ hiểu nhanh là gì? Range chính là cái vùng liên tục các số mà người ta rất hay dùng trong lệnh for. Đây là một ví dụ thôi nhé. Như vậy là gì? Mặc định của cái range ấy, như thầy biết là n bằng 100 nhé, thì range của n chính là gì? Chính là các số từ 1 cho đến n-1. Được chưa? Đó. Còn nếu thầy muốn là các số chạy từ 1 đến 100, đến 1 đến 99 thì làm thế nào? Thì gõ này là gọi là range 1 phẩy. Thì máy sẽ hiểu là chạy từ 1 đến n-1. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, nhưng mà cái range là một cái vùng số mà được dùng ở trong cái hàm for là rất hay dùng nhé. Bây giờ thầy làm lại bài này thì làm to hơn nhé. Bây giờ thầy sẽ làm lại cái bài này và thầy sẽ làm như này. Thầy muốn là bây giờ in ra các cái số lập phương từ 1 lập phương cho đến 25 lập phương thì làm như nào? Đây, tôi dùng cái này nhé. For i in range chạy từ 1 nhé đến 25. Thì đây phải gõ là 26, tôi phải biết quá lên một số. Cái số thứ hai của range là cái số mà nó vượt trên cái giá trị cuối cùng của cái hàm của cái lệnh for nhé. Xuống dòng và tôi gõ lệnh print lập phương là y nhân với y hay là y 2 sao 3 như thế này. Đấy. Nếu biết như này thì máy sẽ in ra là 25 cái số theo một hàng dọc. Tôi lệnh print, hết lệnh print mà không kết thúc không có gì cả thì máy sẽ hiểu là in ra và sau đó xuống dòng. Như vậy là mặc định là máy sẽ in một số và xuống dòng. Thế bây giờ chúng ta in ra một hàng ngang thì làm như nào? In được không? In được thì làm như sau. Chúng ta sẽ cho vào cuối lệnh in này, ta đó phải và có thêm một cái nó gọi là cái tham số, cái lựa chọn của lệnh in là tham số n. N là cái ký tự mà khi thế lệnh in thì nó sẽ in ra. Thì mặc định cái n này là ký hiệu xuống dòng. Bây giờ chúng ta viết là như này. À, thì tức là sau khi in y mũ 3, 1 mũ 3, sau đó là dấu cách, xong nó 2 mũ 3, đến 3 mũ 3, cho đến 25 mũ 3 thì kết thúc. Đó, thì đây là cái lệnh print nhé, mà có thêm lựa chọn là n bằng, xin lỗi, n phải viết bằng nữa. Đấy, được chưa? N bằng. Nhưng mà là cái n bằng này là một cái, nó gọi là một cái tham số của lệnh in. Mà hay là dùng là cái từ làm cái lựa chọn rất hay dùng lệnh in là
cái lựa chọn này là gì, là chỉ ra ký tự in ở phần cuối của kia của bảng in đó, nhưng mà có mặc định thì nó là xuống dòng, còn để tại end này nó là làm ký tự ở cuối nhé. Chúng ta thử này, tại enter thử này, đấy nó in ra trên hàng ngang đấy, 182764 vân vân cho đến gì, cho đến cuối cùng là 25 bình phương là 115625. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là lệnh print là cái lệnh như vậy nhé. Và chúng ta đọc thêm là lệnh for. Lệnh for là lệnh rất quan trọng. Lệnh for là rất quan trọng. Mà thông thường lệnh for sẽ đi kèm với cái range, cái hàm range. Hàm range chúng ta sẽ học kỹ hơn ở sau này, nhưng mà trước mắt của hôm nay là cái hàm range là nó chỉ ra là một cái dãy các số, mà khi dùng lệnh for là form biến nhớ in là cho biến nhớ này chạy lọc trên cái hàm for đó, trên cái hàm range đó nhé. Cái lệnh này là lệnh rất hay dùng đấy nhé, các bạn chú ý nhé. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ mà quay lại một chút nữa về cái số ký tự một chút, để chúng ta học thêm với cái for này nhé. Bây giờ thầy viết SC bằng này Việt Nam đi. Việt Nam nhá. Đấy. SC này, Việt Nam. Thì với số ký tự ấy thì chúng ta có thể có những cái hàm số mà chúng ta có thể biết được những cái mà các cái thông tin liên quan số ký tự đó. Ví dụ nhé, khi thầy gọi, thầy có thể gọi là len của S là cái gì đây? Len của S là nó là cái hàm để đo được cái chiều dài của cái số ký tự S này. Của số ký tự S đấy là 8 nhé. Và thì tính này, V là 1, Y là 2, E, T dấu cách, N, A, M, nhưng mà chiều dài của len của S là bao mấy? Là 8. Và chúng ta có thể lấy ra từng ký tự một của S. Ký tự đầu tiên là gì? Ký tự đầu tiên là 0. Đây, chúng ta gọi cái từ này nhé. Đó, đây là cách viết. Chúng ta học sau, nhưng mà thầy nói trước một chút. Là khi gọi S thì 0 trong hai dấu ngoặc vuông ấy, lấy ra từng ký tự một, từng phần tử một của số ký tự S thì. Có S0 là cái gì? S0 là V. S7 là gì nhỉ? Là gì? A. S7 là không phải là A, S7 là M. Khi sâu cái từ này nó các chỉ số đánh số từ 0 cho đến N trừ 1, nên là len của nó là N8 nhé. Như vậy đánh số từ 0 cho đến 7. Được chưa? Rồi thế bây giờ thầy sẽ làm lại bài tập này. Thầy sẽ làm như sau này. Thầy sẽ in ra các ký tự của một số ký tự SC và viết trên một hàng ngang cách nhau bởi dấu cách. Đầu vào là Việt Nam, đầu ra là V I E T cách ra nhé. Cho bạn xem là for này, for nhé. Hay viết trên hàng dọc là for I in range, được chưa? Mở ngoặc len S, chưa? Hai chấm xuống dòng print, mở ngoặc S I đóng ngoặc, được chưa? Đấy, như vậy là cho y chạy trong cái range của cái len S là len đây là 8 này, như vậy y chạy từ 0 cho đến len trừ 1. In ra SI này thì nó chính là gì? Chính là đi ra là V I E T dấu cách N A M. Các bạn có thấy hay có hiểu không? Đấy. Thì như vậy chúng ta hình dung được cái lệnh for nhé, lệnh for là rất quan trọng. Được chưa? Được chưa nào? Thế bây giờ ta cùng làm một tập này, làm một tập này nhanh lên nhé. Bài tập nào? Bài tập nhé, để cho bài tập này ở đây nhé. Bài tập nhé. Yeah. Nhập từ bàn phím này, nhanh nhé, nhập từ bàn phím. Số tự nhiên N, sau đó in ra trên một hàng ngang các ước số thực sự của n, được chưa? Ví dụ nhé, nhưng mà thầy gõ n bằng 8, thầy nhập n bằng 8 ấy, thì in ra nó phải là 1 này, 2 này và 4, được chưa? Đấy, ví dụ thế, in ra các ước số của n tính từ 1 trở đi, nhưng không phải là n, thực nó là ước số thực sự, tức là phải nhỏ hơn n.
Bạn đã hiểu chưa? Đấy, thì đây là tập làm thử nhé. À, nhắc lại này, nhập từ bàn phím một số tự nhiên N, sau đó là in ra trên một hàng ngang các ước số thực sự của N, tức là những ước số từ 1 trở đi nhưng mà phải nhỏ hơn N. Được chưa? Thì chúng ta dùng lệnh ta đã học, dùng lệnh nhập bàn phím lệnh print, lệnh input mà sau đó lệnh print nhé. Thầy bây giờ thầy làm cùng các bạn làm cho nó nhanh nhé. Bây giờ thầy về thầy mới new một cái file đấy nhé, làm ngay đây cho nó nhanh, không ở đâu nhé. Rồi bắt đầu làm này. Đầu tiên là thầy nhập từ bàn phím số N trước đúng không? Dùng lệnh ép kiểu về in và lệnh input. Được chưa? Nhập số tự nhiên đúng không? N đi. Được chưa? Đó là dòng đầu tiên. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm này. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải làm phòng vòng lặp cho y chạy từ 1 cho n trừ 1 và kiểm tra xem y có phải là ước của n không. Nếu là ước của n thì sao? Thì in ra trên màn hình cái y đó nhé. Chúng ta dùng lệnh for y in range từ 1 đến n trừ 1 thì phải dùng gì? Dùng là 1 chứ không phải đâu, phải dùng 1 như này và n. Đấy. Khi ta gọi là range của n tức là tính từ 1 đến n trừ 1 đấy, vì cái phần tử thứ hai này của range là nó không tính nhá. Và nhỏ n. Đấy, rồi. Bây giờ tiếp theo này, anh chị nhỉ? Chúng ta kiểm tra xem là gì, xem là n có chết cho y không. Nếu chết cho y thì ta sẽ in ra y, ta dùng lệnh gì? Lệnh if. Được chưa? Kiểm tra xem là n chết hết cho y hay không, dùng lệnh gì? Dùng cái hàm để tính số dư của n chết cho y. Nếu số dư mà khác không thì là không chết hết, bằng không chết hết, ta dùng lệnh n đúng không? Số dư này y đó, đây là cái hàm, cái phép toán để mà tính số dư. Nếu mà cái này mà bằng không đó, thì nếu mà n mà y bằng không, số dư bằng không tức là gì? Tức là n chết cho y. Ta hai chấm nữa xuống dòng, ta là print số y ra, được chưa? Và phải có n ở đây bằng, vì đề bài y ra trên hàng ngang mà, được chưa? Đó, hàng ngang. Anh như vậy xong rồi, trình của chúng ta chỉ có cái này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi lại nhé, chúng ta dùng lệnh file, ta ghi lại với cái bài là B2 của chúng ta hôm nay nhé. Và ta chạy thử nhé. Ta run này. Đấy, số tin n ở đây đúng không nào? Người ta thành nhập mà số là 100 cho nó nhiều nhé. Đấy, in ra thì in ra là 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. Thấy chưa? Nhé. Các bạn có thể chạy lại một số khác thì mình ta chạy lại cái bài này nhé, chạy lại này. Run này thấy in ra số nhiều hơn nhé. À, nhập vào cái số là 1768. Được chưa? Thấy nhiều không? Đấy, như vậy là thì đây là một cái bài tập số 2 dùng để mà luyện cái gì? Luyện cái lệnh for. Lệnh for là lệnh rất hay đấy, rất là quan trọng, được chưa? Đấy. Đấy, lệnh for nhé. Bây giờ sang lệnh thứ 3 của hôm nay là cái lệnh while. Cái lệnh while này là cái lệnh làm một lệnh lặp, nhưng mà nó khác cái for. Lệnh for là lệnh lặp với cái số lần lặp là chính xác. Ví dụ như ta khi ta mô tả lệnh for thì ta thường ta mô tả dùng cái hàm range. Nhưng mà cái hàm range là mô tả cái vùng chính xác các giá trị cần lặp. Còn với for thì có việc while không? While thì là không phải. While là lặp cho đến khi nào điều kiện này mà còn đúng thì còn thực hiện, còn điều kiện này là sai thì thôi thì dừng lại. Được chưa? Thì lệnh while cũng là lệnh cũng rất là hay dùng. Bây giờ thầy sẽ làm một ví dụ để cho chúng ta hình dung nhé. Hình dung lệnh while. Đây, chúng ta bây giờ như thế này. Thì chúng ta cho n, ta lấy cho n ví dụ là bằng 10. Nhé, n cho bằng 10. Thế bây giờ thầy muốn là
sẽ in ra lần lượt số là 10 rồi là 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Sau dừng lại. Thì làm như nào? Đây thì thực ra cái lệnh in ngược trở lại đó cũng là lệnh for, nhưng đây thầy dùng lệnh while cho dễ nhé. Thì cho thầy làm cho các bạn xem nhé. While này. While này. While tức là chừng nào mà, khi nào mà, chừng nào mà n còn lớn hơn 0 thì còn thiện. Được chưa? Đấy, while như này nhé. Đấy. Thì ta sẽ làm lệnh là print in cái số n ra. Chúng ta to cho n giảm đi một đơn vị. Trừ 1. Đó. Thì nó giảm cho đến khi nào mà n bằng 0 thì nó dừng lại. Nhưng mà máy sẽ chỉ in ra gì? In ra là n là 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 là kết thúc. Nhá. Đó. In ra như thế này. Được chưa? Các bạn có thấy không nào? Có thấy là cái lệnh while chưa? Cái lệnh while là có lệnh lặp, nhưng mà lặp với cái số lượng lặp không biết trước mà phải thỏa mãn điều kiện này này. Lệnh while là cái lệnh mà nó sẽ tiện lệnh là liên tục cho đến khi mà cái điều kiện này là sai thì nó dừng lại, còn đúng thì nó vẫn thực hiện. Đó, thì đó là cái lệnh while. Như vậy là ba cái lệnh rất quan trọng nhất ở trong Python cần phải nhớ đấy, là lệnh if là 1, lệnh for là 2, lệnh while là 3 nhé. Chúng ta làm bài tập nhiều chúng ta mới quen được. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Thế bây giờ mà chúng ta sẽ làm tiếp một số các bài tập khác nhé. Bây giờ mà bắt đầu bài tập khác này. Bây giờ thầy làm bài tập như sau này. Bây giờ bài tập nhá. Cô thầy làm bài tập trên màn hình đã, chúng ta sẽ làm bài tập sau, thầy làm thử một cái bài mẫu đấy nhá. Bây giờ vẫn cái bài này, bây giờ thầy làm thầy sau này thầy muốn nhập từ bàn phím một số n nhá. Được chưa? Sau đó thầy sẽ in ra. Thì mình in ra tất cả các cái ước số của n, nhưng mà là không phải là in ra theo chiều tăng lên mà theo chiều giảm đi của n, theo chiều giảm đi của các ước số. Ví dụ như thầy mà nhập là số 8 thì sau đó thầy sẽ in ra là kể cả 8, in ra 8 này, sau đó in ra là 4 này, sau đó in ra là 2 lên. Thầy ví dụ như vậy, in theo cái số, in theo cái chiều giảm dần của n, được chưa? Đó, thì làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau thử làm một tập này nhé. Rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta lại là tạo một cái file mới này, chúng ta làm thử một cái bài. Được chưa? Đánh cái bài này là cái bài này là bài số 3 đi. Là bài số 4 đi. Là nhập bàn phím số n và in ra các cái ước số của n, tính cả n cho đến 1. Nhé. Và với điều kiện là số này phải in ra theo tự là giảm dần. Nào, làm thử nhé. Xem nhanh cho các bạn xem. N này bằng này, in này, mở ngoặc này, input nhé, nhập số tự nhiên N. Lệnh đầu tiên nhé. Sau đó thì thầy sẽ làm cái chuyện là thầy mà thầy phải có một cái biến k để chạy giảm xuống từ n xuống trở xuống nhé. Nào, bây giờ đặt một cái biến k, đặt tới bằng n nhé, theo thầy dùng lệnh while, đúng không? While k chừng nào mà k còn lớn hơn 0 thì còn chạy tiếp, và thầy sẽ liên tục kiểm tra. Nếu mà n mà chết cho ik thì in ra k. Như vậy là đây là if nhé, if n lấy số dư với k mà bằng 0, tức là gì? Tức là nếu mà k là ước của n thì sẽ in ra số k. Thì là print k và in thêm một chiều ngang để như này nhé. Và cho người ta thầy sẽ giảm k đi một đơn vị. Đó. Thấy chưa? Thế thôi. Và thầy sẽ có thể chạy được rồi. Và bây giờ thầy sẽ in ra nhé.
Bài này là bài số mấy đây? Vậy nằm ở đâu nhỉ? Nằm ở đây đúng không? Nằm ở đây, nằm ở bài 3. À, đây là B3. Bài B3 của thuộc của hôm nay nhé. Nào chạy thử nhé. Văn này. Đấy, in ra là số 20 nhé. Không được à? Để xem lỗi ở đâu nhá. À, mình lên. Đâu thì kiểm tra cho nó sai chỗ nào nhá. B3 đây. N bằng à, chỗ này sai rồi. Thế để thay vì để ra ngoài nhá. Đây. Thì làm sai các bạn có thấy không? Thì phải để ở đây này nhá. Yeah. Đây mới đúng. Sẽ lỡ để cái này bên trong là sai. Cái này phải ngang với lại ít bên này nhá. Yeah. Thì luôn nó giảm đi mà, đúng không? Đó, điểm đúng rồi đấy, bây giờ làm lại nhá. Như vậy là thầy cũng bị sai đấy. Rồi, 20 này. Đấy, in ra là 20 10 5 4 21, được chưa? Anh các bạn thấy là nó chỉ mình chỉ để thế để thu văn là máy nó hiểu sai, máy nó hiểu là gì? Là cái ca này là nằm trong cái lệnh if này, vậy là sai thì phải để ra ngoài. Nhưng mà các bạn thấy là cái thụt vào của cái lệnh thụt các cái thụt theo lề của lệnh của ethon là rất quan trọng. Khi ta để như này là ngang if là nó nằm trong mệnh là while, đúng không? Còn ta để bên trong này là nó là ta để bên trong này nhá, là nó nằm ở trong lệnh if thì không đúng. Các bạn có hiểu không? Để như này mới đúng. Đấy. Con đã hiểu chưa? Đó là cái vậy hôm nay là chúng ta học là một số những cái lệnh ban đầu, và hôm nay là cái buổi đầu tiên thôi, chúng ta sẽ còn học nhiều hơn nữa trong cuộc lệnh này. Nhưng thì các bạn hôm nay là cái buổi chúng ta nhắc lại một số các cái lệnh liên quan đến học sâu hơn về lệnh input này, lệnh print này, rồi là chúng ta học sâu hơn về ba cái lệnh rất là cơ bản, là cái lệnh for, lệnh lập for, là for này lập cố định. Thông thường lệnh for sẽ đi với cái hàm range nhé. Lệnh while là cái lệnh lập mà không có lập, không phải lập mà số lần lập là cứng, mà số lần lập là phụ thuộc vào điều kiện nào đó. Đó. Và lệnh if. Rồi. Được chưa? Thế thôi nhé, hôm nay chúng ta làm bài tập ở đây, chúng ta sẽ làm một số bài tập mẫu và chúng ta sẽ đây, như các bạn ở nhà làm bài tập này cho tôi nhé. Đó, đây là một cái số bài tập mà ở độ đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm quen với lệnh if, lệnh for và lệnh while ở mức đơn giản nhất nhé. Và chúng ta sẽ còn làm rất nhiều bài tập khác liên quan đến ba cái lệnh này. Thì đây là ba cái lệnh là cơ bản nhất của cái lệnh điều khiển cơ bản nhất hay dùng nhất ở trong Python nhé. Các bạn có hỏi gì không? Thôi nhá, hôm nay chúng ta sẽ lại ở đây nhá. Dạ chào thầy ạ. Có nhìn rõ không? Dạ rõ thầy, hôm nay học ổn thầy ơi. Sao? Hôm nay học đường truyền rất là ổn. Đường truyền ổn à? Như vậy dạ. Là cái đề tốt rồi nhỉ? Như vậy là cái đề là tốt đúng không? Như dạ, vậy là cái này là tốt. Đường truyền ổn, mọi thứ rất ổn. Ok, thầy tìm cái chỗ này thầy làm nào nhỉ? Mà thầy ơi, thầy có thể gửi slide đúng thầy? Được, để mình kiểm tra, để muốn dừng lại một cách nào nhỉ? Có cái biểu tượng dừng đó thầy à? Biểu tượng cái nút gọi màu đỏ thầy.